Sáng 4 tháng 8 năm 2020, bác sĩ Phan Anh Huy Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm lần 3 vào ngày 3 tháng 8 đối với người đàn ông 50 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và là chồng của bệnh nhân COVID-19 thứ 595 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ, người đàn ông này có 2 lần tiếp xúc với nguồn lây bệnh COVID-19. Cụ thể, ngày 19 tháng 7 và 20 tháng 7, ông có 2 lần vào thăm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây có tiếp xúc gần với chị vợ là bệnh nhân 510. Ngày 20 tháng 7, ông trở về Đồng Nai. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, ông có tiếp xúc gần với vợ là bệnh nhân 595 từ Đà Nẵng về Đồng Nai vào ngày 25 tháng 7. Ông đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27 tháng 7 và lần 2 vào ngày 1 tháng 8. Cả 2 lần đều cho kết quả âm tính. Sau đó, ông được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Với kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính với virus SARS-CoV-2, trong sáng 4 tháng 8, ông được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai. Cũng theo bác sĩ Vũ, hôm nay Tiên Lượng Đồng Nai sẽ có những ca dương tính với COVID-19, nhưng những trường hợp này đã được cách ly khá an toàn.